Rồi, hello cả nhà luôn nha. Thì em được miền Tây cũng xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay em mới về mẫu cần cực kỳ hot luôn. Và mẫu mới cực kỳ mới, đó là mới ra luôn, là em lụm về bán cho cô chú anh chị liền. Nói chung là lụm số lượng về cho nên là giá cũng ok. Thứ hai nữa là hàng là cái này là mẫu cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, mẫu cực kỳ đẹp luôn. Nó làm từng thiết kế, từng mẫu mã, nói chung là cực kỳ đẹp cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi em được cũng xin giới thiệu với cả nhà, đó là mẫu cần mới về luôn ha, vừa khui bọc ra nóng hổi luôn. Nó cần được để trong bọc như thế này chống trầy cho cô chú anh chị, rồi thêm một cái bao cần như thế này, và hãng tặng kèm một cái đọt phụ cho mình nữa. Nói chung là những cái mẫu cần này là có tặng kèm ngọn phụ cho mình, cho cô chú anh chị mình hết ha. Đó, hàng dòng mới cho nên là có thêm chính hãng cho cô chú anh chị mình ha. Đó, thêm chính hãng cho mình đó. Đây cô chú anh chị, phía dưới đây làm cực kỳ đẹp luôn nha. Nó sơn hình của hổ cực kỳ đẹp đó, màu đen sơn kiểu quăng da hổ khúc dưới cô chú anh chị. Nó cực kỳ đẹp luôn ha, cực kỳ đẹp, sơn bóng cực kỳ đẹp nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, rảnh ABS đó, tất cả các lóng cho mình ha. Đó, chất liệu là carbon văn nhiễn 30T nha cô chú anh chị. Đó, 30T đó, dòng này cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Nó được sơn phủ đầu lóng tạo điểm nhắn, hai điểm trắng đen nha. Đó, cực kỳ đẹp nha. Chú chị mình xem kỹ giùm em ha. Đó, mẫu số H đọt là 1.6 nha cô chú anh chị. Đọt 1.6 tặng kèm một ngọn phụ 1.6 luôn. Nó cực kỳ đẹp. Đó, phía trên là chữ bó phơ. Đó, của hãng Manvin nha cô chú anh chị. Đó, thì cần này thiết kế là 6H. Đó, đọt là 1.6. Đó, em có 4 xây 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Đó, có 4 xây. Đó, thì xây 3m6 thu ngắn cần nó sẽ là 1m1. Còn xây 4m5, 5m4, 6m3 thu ngắn cần nó sẽ là 1m2 nha cô chú anh chị. Đó, 1m2 ha, lóng nó sẽ dài hơn. Đó, là thiết kế của nó là carbon, carbon 30. Đó, phân bổ lực của nó là 28 nha cô chú anh chị. Càng ngày cực kỳ đẹp luôn. Và mẫu này mà cô chú anh chị không mua nữa là không biết mua mẫu nào luôn. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp nè, rảnh ABS nè, tạo điểm nhấn rõ ràng đó cho mình ha. Đó, cực kỳ đẹp, carbon văn nhiễn cho mình ha, carbon văn nhiễn nha cô chú anh chị. Đó, mua một cần sẽ tặng kèm một đọt. Đó, em quay kỹ là màu cần gồm cân nặng, em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn nha. Ở xa thì mua mình xài nha. 6H, câu mè, câu chép, cô rô, câu chê, nói chung là câu giết rồi đó, tùy theo cô chú anh chị mình câu đủ thể loại cá ha. Đó, câu sông tự nhiên đó, tùy theo mình đó. Thì mẫu này là mẫu 6H, nó cực kỳ đẹp luôn, và giá thì em cũng ôm về nhiều, số lượng nhiều cho nên là giá cũng cực kỳ hấp dẫn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi em sẽ cân nặng em nó ha. Thì xây 3m6 thì nó còn có 4 lóng nha cô chú anh chị, 4 lóng nha. Đó, cần thì cực kỳ nhẹ nha, carbon 30 trở lên là cô chú biết rồi, nó cực kỳ nhẹ. 124g 3m6 cho mẫu 6H nha. Mẫu mã của nó là hắc hổ. Đó, cây hắc hổ nha cô chú anh chị. Đó, hắc hổ nha. Đó, cần mã là hắc hổ 6H 3m6 124g. Đó, giá em công bố cho cô chú anh chị 270k, cực kỳ đẹp, không mua là không có coi cây nào để mua nữa hết á. Nói chung là giá quá trời rẻ luôn, mà hàng rất cực kỳ đẹp luôn. Hai cây em bao ship, nhận hàng, kiểm tra hàng đó cô chú chị, không đẹp là trả hàng gì cho em, không đẹp như video là trả hàng gì cho em liền, cái cặp liền cho em đó. Em quay gần nó, quay gần luôn nó, không có ai mà bán hàng mà quay gần quay kỹ như em đâu. Nó quay từng lóng từng phen đó, quên từng lóng chi tiết cho mình, phen là cần máy mới có phen. Đó, từng nước sơn từng lóng của chú chị mình ha, xem từng chi tiết giùm em nghe. Đó, giá là 270k, xây 3m6 nha, cực kỳ đẹp, carbon 30. Đó, cần siêu nhẹ siêu đẹp luôn. Nó căng thì em tháo nút bịch ra nghe cô chú anh chị, tại mình câu mình không có thể nút bịch thì em căng tháo nút bịch ra cho đúng trọng lượng khi mình cầm cái cần lên. Đó, rồi tiếp theo nữa là mẫu 4m5 nha cô chú anh chị, 168g, xây 4m5 nha cô chú anh chị. Xây 4m5 nó giá của nó là 310.000, nó 4m5 là 310.000.
đó, mỗi xây tăng lên 40 nha, cây hắc thổ nha, 4,5 m là 310 ngàn đó. Rồi tiếp theo đó là xây 5,4 m đó, 219 gram, xây 5,4 m nha cô chú anh chị, 350 đó, 210 ngàn, 350 đó. Rồi tiếp theo nữa là xây 6,3 m, 264 gram đó, 264 gram, 390 ngàn. Trời ơi, cây 6,3 m, 390 ngàn, carbon 30 quan nhuyễn, nó đẹp rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn giùm em đi, trời ơi nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn, sơn phủ đồ lóng cực kỳ luôn nha. Đó giờ là bán buôn bán cạnh tranh của chú chị ơi, nó chỉ có bán rẻ đồ đó thì mới bền thôi đó, đó là phương châm với em vậy ha, hàng chất lượng mà bán rẻ thì mới bền đó. Thì bây giờ kinh tế thì của nói chung là cũng chậm mà, nói chung là cũng khó khăn, cho nên là mình buôn bán giá thì cũng nới nới vừa vừa cho cô chú chị ha đó. Thì mẫu này nói chung là cô chú chị mình mua đi, mua về giùm em đi đó, mua về giùm em đi, không đẹp như video em được nói thì trả về cho em, cực kỳ đẹp, quăng carbon cực kỳ đẹp luôn đó. Rồi em được xin nhắc lại ha, giá 3,6 m của em nó là 270 ngàn, giá 4,5 m là 301, giá 5,4 m là 350, còn giá 6,3 m là 390 ngàn nha cô chú anh chị. Mua một cây thì phí ship tại nhà là 30, mua hai cây thì được bao ship. Nó thiết kế là carbon 30, nó được sơn phủ đồ lóng gảnh IPS cực kỳ đẹp cho mình, ngọn là 1 ly 6 đó nha cô chú anh chị. Thu ngắn cần thì 3,6 m là 1,1 m, còn mà mình thu ngắn cần 4,5 m, 5,4 m, 6,3 m là 1,2 m ha đó. Tải cá tải tỉnh là 2 kg đến 3 kg thì theo xây cân nặng, còn mình diều cá là 8 đến 10 kg đó. Rồi em được xin chào cả nhà, xin chào cô chú chị mình ha. Rồi em quay sơ lược là một cái nữa rồi cho cô chú chị mình coi ha đó. Rồi em vô bọc và vô bao lại, chứ bây giờ hết chỗ trưng bày rồi đó cô chú chị. Không kệ thì em cũng làm rất là nhiều kệ nha đó, 2, 3, 4, 5 ngàn 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 qua mấy chục kệ á đó. Chúng mình cũng cần tay cần máy cần đơn, cho nên là cần phía trong thì rất là nhiều đó, cho nên cô chú anh chị mình mua ủng hộ em được, em được chân thành cảm ơn nha. Rồi số điện thoại đặt hàng của em nó là một số duy nhất thôi, 0963 890 470, nó một số duy nhất thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng ok rồi thanh toán cho shipper đó, em được không nhận cọc không chuyển khoản trước ha, chỉ có hàng đông lạnh thôi, chỉ có đồ đông lạnh như mọi câu đồ đó đông lạnh á thì bảo quản không được lâu thì em mới xin là chuyển khoản trước thôi, còn mà những cái hàng này thì em không cần chuyển khoản trước đó. Rồi cô chú anh chị mình mua hàng thì ủng hộ em như được miền Tây nha, xin chào cô chú anh chị mình nhiều nha.